Avin White đang sở hữu 3 phiên bản đặc biệt trong bộ sưu tập Royal Salute 21 Richard Quinn, đó là Black, Dicey và Orange. Mỗi phiên bản đều là một tác phẩm nghệ thuật tinh tế và độc đáo. Nếu như anh chị đang sở hữu cho mình một trong 3 sản phẩm này mà chưa biết nên dành tặng nó nhân dịp gì hay là cho ai, thì nhất định anh chị đừng bỏ lỡ video này nhé. Phiên bản đầu tiên là Royal Salute 21 Richard Quinn Black, với thiết kế là vỏ màu đen xen lẫn với hoa văn là hoa hồng màu xanh, thể hiện một sự kết hợp hoàn hảo giữa nét đẹp cổ điển và hiện đại, mang đến cho anh chị một biểu tượng tượng trưng cho sự lịch lãm và thành công. Trái rượu này rất phù hợp để anh chị có thể làm quà tặng cho đối tác kinh doanh của mình hoặc là những người doanh nhân thành đạt để có thể thể hiện được sự sáng trọng, đẳng cấp và quyền lực của họ. Bên cạnh đó, món quà này cũng có thể dành tặng cho các dịp kỷ niệm quan trọng như là kỷ niệm thành lập công ty hay là đánh một số mốc quan trọng nào đấy trong sự nghiệp thành công cho một người nào đó. Phiên bản thứ hai là Royal Salute 21 Richard Quinn Orange, nổi bật bởi sắc cam tươi sáng và năng động. Thiết kế này thể hiện được sự đổi mới và sáng tạo, rất phù hợp để anh chị có thể dành tặng cho những người trẻ, những người yêu thích sự sáng tạo, đổi mới và mới mẻ trong cuộc sống. Và phiên bản thứ ba là Royal Salute Richard Quinn Dicey, với thiết kế rất là tinh tế và tươi sáng của hoa cúc, tượng trưng cho sự thanh lịch và tươi mới. Trái rượu này sẽ mang đến cho anh chị một cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế và rất sáng trọng. Đấy chắc chắn sẽ là một món quà tuyệt vời để anh chị có thể dành tặng cho những người phụ nữ thành công, thành đạt trong cuộc sống của họ. Nó có thể giúp làm tôn lên dáng vẻ thanh lịch và sáng trọng của chị em. Nếu như anh chị muốn sở hữu cho mình những chai rượu whisky này, anh chị hãy gọi điện ngay vào hotline của Avin White 0826 737 737 để đặt hàng anh chị nhé.